Tập 2. Giới thiệu với mọi người, đây chính là CEO mới nhậm chức của chúng ta, Hứa Đa, Hứa Tổng. Tôi giới thiệu với cô các vị ngồi ở đây. Đây là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Khúc. Xin chào. Thành viên Hội đồng Quản trị, cô Trịnh Ngọc. Đây là Giám đốc Công nghệ của công ty, anh Đồng Ngữ. Không ngờ anh Đồng Ngữ lại trẻ như vậy mà đã là giám đốc công nghệ rồi. Đúng là nhân tài của ngành. Cô Hứa, cô cũng khiến tôi bất ngờ. Hai người biết nhau sao? Không biết. Nhưng mà hôm qua ở buổi công chiếu, tôi nhìn thấy 5 phút diễn thuyết vô cùng sâu xa của anh Đồng Ngữ. Sẽ là một tương lai đáng để chúng ta mong chờ. Đây là giám đốc bộ phận nghiên cứu của công ty, tổng công trình sư nhóm B, công trình sư Lý Đức. Xin chào, tôi là Lý Đức. Tôi cảm thấy nhan sắc của khoa học công nghệ trí tuệ chúng ta lên một cấp khác rồi. Chiếu cố nhiều hơn nhé. Tôi sẽ mau chóng hòa nhập vào tập thể, cống hiến cho công ty này. Lisa từng làm việc tại doanh nghiệp khoa học kỹ thuật hàng đầu nước Mỹ, tập đoàn Tesla. Vụ hợp tác của ASEA gần đây làm rung động với doanh nghiệp hợp tác cùng Tesla, chính là Lisa một tay thao tác. Nếu như mọi người đã là người một nhà rồi, có một số lời tôi phải nói. Tôi là người liên lạc giữa kỹ thuật và thị trường. Nói trắng ra là một nhân vật đắc tội người khác. Tôi đưa ra một mục tiêu nho nhỏ cho mọi người. Tiền thưởng cuối năm nay mỗi người tăng 30%. Nếu như tôi làm không được, thời điểm này năm sau mở tiệc tiễn tôi đi. Cô Hứa không chỉ đẹp, lý lịch đẹp, mà nói chuyện còn hay nữa. Nhân tài xuất sắc như cô, thực ra sau khi về nước có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng tại sao cô lại chọn công ty chúng tôi? Bởi vì anh đó. Bởi vì những kỹ sư ưu tú thế này, nhân tài là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ tôi phát hiện khoa học công nghệ trí động đang rơi vào một nguy cơ, cũng là vì anh. Tôi đã xem báo cáo tài vụ của công ty, quả thật vô cùng căng thẳng. Bây giờ tất cả nguồn vốn nghiên cứu phát triển của trí động 70% nằm ở dự án mà anh Đồng đây quản lý. Trong thời gian một năm, anh không có bất kỳ thu nhập nào. Hơn nữa, trong thời gian ngắn hạn, tôi không nhìn thấy hồi báo nào. Đây là nguy cơ của khoa học công nghệ trí động. Sư Khương, anh xem CEO mà anh tìm gì? Ngày đầu tiên đã phê phán dự án tôi nghiên cứu 2 năm. Nói dự án của tôi là nguy cơ của công ty. Có bất đồng tranh luận là chuyện tốt. Chuyện dự án sau này thảo luận sau. Sư Khương, tôi còn một chuyện nữa. Sách quản lý công ty bản điện tử mới đã gửi đến nhóm quản lý công ty. Chế độ chấm công chuyên cần của công ty tiếp tục sử dụng thời gian làm việc sáng 9 giờ, tối 6 giờ. Trước 6 giờ không được về sớm, ngày hôm sau cũng không được xin đi trễ. Chỉ lý do vô lý, nhưng chi tất cả thứ bảy có thể ưu tiên điều chỉnh ngày nghỉ, ngày phép năm và các phúc lợi. Bởi vì tình hình nhân viên công ty khác nhau, chia thành nhóm có con và nhóm tự do du lịch. Nhóm tự do du lịch thực hành chế độ chấm công thứ nhất, mà nhóm có con có thể tự do lựa chọn chế độ thứ hai để tiện đón trước con đi học. Cái này rất nhân văn. Tóm lại, Lisa muốn tạo ra một môi trường tiện lợi, thoải mái, chuyên tâm làm việc cho mọi người. Lisa, Sư Khương, tôi đã báo cáo. Thói quen của cô tôi vẫn chưa quên. Hồng trà kiểu anh. Cảm ơn nha đàn anh. Sau này vẫn mong anh chiếu cố nhiều hơn. Điều kiện làm việc của cô tôi đã xem cả rồi. Không vấn đề gì cả. Chỉ là phần phòng làm việc không được thiếu cái gì cả. Vẫn như cũ, không chịu nhượng bộ. Được thôi. Người phụ nữ này đến khoa học công nghệ trí động không hề đơn giản.
chưa? Phòng làm việc này tốt Có thật, thể có thể chiếu nắng đủ cả ngày. Sếp Đồng xa lạ với tôi quá. Chúng ta thân lắm à? Chúng ta không thân à? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi tìm công việc bình thường thôi. Chỉ là tôi không biết anh cũng ở đây. Quan gia ngoại hiệp, cũng có thể là định mệnh thì sao? Thế nào, có phải là cô thích tôi không? Đuổi theo đến tận công ty. Làm gì vậy? Không phải anh nói tôi thích anh sao? Nhưng tôi không hề thích kiểu như cô. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, bây giờ tôi đang điều hành công ty này. Từ mặt quản lý mà nói, trời định tôi phải quản lý anh. Cô uy hiếp tôi sao? Không phải uy hiếp mà là đe dọa. Nếu như anh không nghe lời tôi, thì tôi sẽ cho người trên toàn thế giới này biết anh đang làm gì ở Tam Á. Vậy tôi cũng sẽ nói với mọi người cô đe dọa tôi, giờ giết tôi, ôm tôi thế nào ở Tam Á. Còn nữa, thân hình cô cũng đẹp. Anh đi kiện đi. Thân hình tôi đẹp, tôi cũng mong để cho người thế giới này biết được. Cô cũng liều thật. Hai chuyện. Thứ nhất, tôi muốn có tất cả tài liệu của dự án tự động hóa, không đưa được. Thứ hai, tôi bẩm sinh thiếu canxi, cần phải phơi nắng đủ. Phòng này của anh sau này sẽ là của tôi. Tôi thấy cô không chỉ thiếu canxi mà đó cũng có vấn đề. Cô có biết tôi đến khoa học công nghệ trí động, ngày đầu tiên phòng làm việc này đã là của tôi rồi. Cô không giành được đâu. Có dọn đi không, không do anh quyết định. Sếp Khương đã đồng ý rồi. Đã giao nhận sao? Kỹ sư Đồng, cảm ơn cậu đã cống hiến cho cấp cao mới. Sếp Khương, cũng cảm ơn hành vi nhường nhịn cho phụ nữ. Sếp Hứa chúng ta trước giờ không được khỏe, có hơi thiếu canxi. Văn phòng trong phía Bắc vốn dĩ để dành cho cấp cao của quản lý, nhưng mà ánh sáng không được tốt. Tôi vẫn đang lo lắng, không biết sắp xếp Sếp Hứa thế nào đi. Nhưng mà cho nên cách làm vô tư của cậu khiến tôi rất cảm động. Cảm ơn hành động nhường nhịn cho phụ nữ của kỹ sư Đồng. Nhớ đưa mật khẩu cái bảo hiểm cho tôi. Tiểu Quách à, kỳ nghỉ này thế nào? Cũng không tệ. Hôm qua tôi nghe nói cậu không có dạy trên lớp mà chạy ra ngoài dạy. Phần học về tạm thời hôm qua của cậu mặc dù thú vị, nhưng có lẽ rất khó phản ánh trên thành tích. Dân, đây quả thật là sự sơ suất của tôi. Cậu là thầy dạy học của người ta, có đôi lúc phải nghĩ nhiều một chút. Đúng, lần sau tôi nhất định chú ý. Tiểu Quách, cậu tốt nghiệp ở lại trường làm thầy được 10 năm rồi nhỉ? Đúng rồi ạ. Thời gian trôi qua cũng nhanh. Gần đây có một chuyện liên quan tới cậu, muốn thử không? Chuyện tốt hay là chuyện xấu à? Từ góc độ chủ nghĩa duy vật lịch sử là chuyện xấu. Đến rồi. Chào mừng, chào mừng. Chúc mừng, chúc mừng thầy Quách. Không đúng, là chúc mừng phó giáo sư Quách. Đúng, hơn nữa là phó giáo sư đẹp trai nhất của đại học Bác Lạp. Đừng mà, nếu không phải thầy Thôi Tư Gia nói, chúng tôi cũng không biết có chuyện vui lớn như vậy. Đúng vậy. Chúc mừng thầy, thầy Quách. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Chủ nhiệm Tôn nói với tôi, đơn xin phó giáo sư của tôi đúng thực đã được duyệt, nhưng mà phần thi phó giáo sư còn phải thông qua tiết dự giờ sau này nữa, còn chưa đâu ra đâu, chưa thể chúc mừng được. Thầy Quách nè, sao có thể khiêm tốn cẩn thận như vậy? Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Chủ nhiệm Tôn còn nói, từ góc độ chủ nghĩa duy vật mà nói, chuyện này cũng có thể là một chuyện xấu. Sau này gánh nặng trên vai tôi còn lớn hơn. Gánh nặng đường xa,
Đây là một thử thách dành cho chúng ta. Với người khác thì là thử thách, chỉ với thầy Quách thì không có vấn đề gì. Chúng tôi có chuẩn bị bánh kem cho mọi người đây. Nào, thầy Quách chọn đi. Các thầy cô từ từ lấy nha. Được rồi, thầy thích miếng nào, thầy chọn trước đi. Miếng này màu hồng đi, rất hợp với quần áo của thầy. Cùng màu đó. Cảm ơn. Nhanh lên, các thầy cô cũng ăn đi. Bọn tôi không có sáo đâu. Cô muốn cái nào, không biết cô chọn đi. Bạn tốt. Chúng ta là bạn tốt, phải. Thầy Quách, thầy Quách, thầy Quách, đại ca, ở đây. Đợi hay là ăn đi? Tôi vẫn muốn hỏi cô thêm lần nữa. Cô đến công ty chúng tôi có mục đích gì? Có phải là lúc ở Tam Á cô đã biết tôi là ai rồi không? Nên cô mới cố ý làm to chuyện lên. Rốt cuộc cô có mục đích gì? Anh nghĩ mục đích của tôi là gì? Nói đi. Là công ty nào phái cô đến? Cho cô bao nhiêu tiền? Là anh vào phòng tôi còn lên giường tôi. Là anh chủ động bước vào cuộc sống của tôi đúng chứ? Cô nhỏ tiếng thôi có được không? Uống hớp trà cho đỡ sợ đi. Đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi. Nếu chỉ là ngẫu nhiên vậy tôi xin lỗi cô vì sự tình cờ đó. Ly cà phê này xem như tôi xin lỗi cô. Thật ngại quá, tôi chỉ uống hồng trà thôi. Tôi không thích người khác uống hồng trà trước mặt tôi. Tôi uống gì thì liên quan gì tới anh? Chào mừng quý khách. Chào mừng. Tôi giúp gì được cho cô? Anh không qua đây sao? À, thật ngại quá. Bên này là sản phẩm mới của chúng tôi vừa nhập. Cô xem thử có thích không? Cái này. Dân. Cái này. Dân. Còn cái này nữa. Gửi hết những thứ này lại cho cô sao? Bốn cái này không lấy, còn lại tôi lấy hết. Gói cho đẹp một chút, tôi mang đi tặng. Cái này. Cái này. Cái này. Trừ ba cái này, gói hết những cái còn lại. Jerry, đúng là có những lúc đàn ông cần phải bị phạt, nhưng cũng đừng ra tay mạnh quá. Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi. Không có mật mã. Mà lên xe cho tôi đi. Dạ được. Thật ngại quá, tôi nói một câu nhé. Dạ được. Cảm ơn. Thật xin lỗi, tôi thất lễ. Hỏi cô rằng tôi có thể kết bạn với cô không?
Anh Trịnh, nhằm vào các khách VIP của thương hiệu chúng tôi, nếu có kiểu dáng nào mới nhập, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô xem. Nếu cô thích có thể đến cửa hàng xem. Cảm ơn. Cô nói cô ấy là Lưu Thắng Nam, người vợ bất động sản mà một nữ đàn ông ở trên bến Thượng Hải muốn cưới về đó hả? Thật sao? Hèn gì tôi thấy cô ấy trông rất quen mắt. Sau này tôi có lên Baidu tra thử, đúng là cô ấy. Xem ra vận may của hướng tiểu phi tôi đến rồi đây. Đùa thôi. Thầy đã bận gì vậy thầy Quách? Tôi đã chuẩn bị bài giảng. Phải chọn chủ đề dạy trực tiếp trên lớp. Thầy lo lắng sao? Bài giảng của thầy, các học sinh đều rất hứng thú. Nghiên cứu lịch sử vốn đã rất nhạt nhẽo khô khốc. Tôi muốn chọn một chủ đề thật là thú vị, mặt khác không thiếu đi ý nghĩa nghiên cứu lịch sử. Vậy thầy thấy chủ đề quan hệ giữa nam và nữ thời cổ đại thế nào? Quan hệ giữa nam và nữ thời cổ đại, chủ đề này được bàn xuyên suốt từ xưa đến nay. Hơn nữa cho dù là ở xã hội hiện đại, đây cũng là một chủ đề nổi bật có tính tranh luận. Tôi sẽ giảng thật tốt những mối quan hệ nam nữ có tính tiêu biểu nhất trong lịch sử từ thời cổ đại đến nay, sau đó lấy lịch sử làm gương. Cô thôi, cảm ơn cô nha. Cô nói một câu thôi mà đã làm tôi bừng tỉnh rồi. Cảm ơn cô đã giúp tôi chọn được một chủ đề hay như vậy. Các bạn trẻ nhất định sẽ rất thích đây. Bây giờ tôi sẽ đến thư viện. Hôm nay sao? Phải rồi, hôm nay là thứ hai, thư viện không mở cửa. Không sao, vậy tôi đến tiệm sách. Vậy tôi đi với thầy đến tiệm sách văn học nha. Được chứ. Kế hoạch làm gì tuần này của tổ chúng ta, tôi đã gửi vào nhóm rồi. Cứ làm theo kế hoạch. Tôi đi đi. Đừng chứ đại ca. Sao vậy? Tôi nghe Tiết Khải nói rồi, Lý Đức Bảo tất cả thành viên nhóm B bắt đầu từ hôm nay chỉ được tan làm sau 9 giờ. Còn nhóm chúng ta ăn củ tan cái là bỏ đi. Nhóm chúng ta cứ như cũ đi. Tan làm. Tan làm sao? Tan làm đi. Chị Cho Hy, chị tìm em à? Jason, Kỳ Sâm, sao mấy hôm nay cậu không tập trung chút nào vậy? Nhìn ra rồi sao? Cậu không phải hả? Đã nói là 3 năm, mà cứ 3 năm này rồi lại thêm 3 năm nữa. Đừng chơi trò gián điệp với tôi. Rõ ràng cậu chỉ mới đến 1 năm thôi. Tôi biết cậu một lòng muốn làm bếp trưởng. Hôm nay đúng là tôi có một cơ hội có thể cho cậu. Thật sao? Vậy em có thể đi làm bếp Tết rồi? Không được. Chị cậu đã vào nghề 10 năm rồi, nhìn người rất chuẩn. Rồi sẽ có một ngày cậu có thể trở thành một bếp trưởng đạt tiêu chuẩn. Nhưng tôi nghĩ thiên phú của cậu còn có đất dụng võ khác. Cái gì? Với sự sắp xếp của tôi, nhà hàng Phil sẽ là một nhà hàng phương Tây mới với quy mô cực lớn, có phòng làm đồ ngọt riêng. Cậu đến đó làm chủ nhiệm thì thế nào hả? Còn thế nào nữa? Chị Do Hy, dù đây là một tin vui, nhưng mà nói thế nào nhỉ? Em không có hứng thú làm việc này. Chị biết rồi đó. Em không có mơ ước gì to tát, gì mà mua xe, mua nhà, mở tiệm phát tài làm ông chủ gì đó. Em chưa từng nghĩ đến. Em chỉ mong có một ngày nào đó mình có thể trở thành một đầu bếp làm bistec giống như là sư phụ em. Chị nghĩ xem, một người đàn ông như em, thứ em muốn là dùng dao thật làm đồ thật. Chứ chị bảo em suốt ngày chung sống với những thứ mềm mại, ngọt ngào như là bơ kia thì không thích hợp với em đâu. Sao cậu không có chút tiền đồ nào vậy? Cậu xem bánh sinh nhật lấp lánh mà cậu làm hôm qua rất đẹp, rất ngon mà. Cậu rất có thiên phú ở mảng này. Như là gián điệp ở đây lâu rồi, bây giờ chị bắt em là cảnh sát dân sự, thứ em muốn là quay lại tổ chuyên án. Được rồi, cậu suy nghĩ thêm đi. Lát nữa rồi nói cho tôi biết. Đi làm việc đi. Dân thư quản lý.
Thầy Quách, tôi tìm thêm được ít sách cho thầy đi. Thầy mau xem thử đi. Cảm ơn cô. Thầy có muốn cà phê không? Tôi đi mua hai cốc nha. Cảm ơn cô. Cô Thôi, nhìn ai vậy? Amy, sao em ở đây? Em làm thêm. Em là sinh viên khoa tiếng Trung nhỉ? Công việc ở đây cũng khá thích hợp với em. Nhưng thế này cũng hơi lãng phí tài năng của em rồi. Nào có đâu, ngày thì em làm việc, tối thì làm huấn luyện viên ở phòng tập, thoải mái lắm. Đừng cứ nói em nữa. Yêu đương rồi hả? Nói ai thế? Cái người đằng sau kìa. Đằng sau kìa. Thầy Quách của trường chúng ta mà em không biết sao? Đó là thầy Quách sao? Đúng vậy. Thế thì đúng là em không nhận ra thật. Cô hẹn hỏi với thầy Quách. Bọn cô vẫn chưa phải. À không, cô và thầy ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp, khá thân thiết một chút thôi. Vậy sao quan hệ đồng nghiệp à? Xem thấy cứ lạ lạ. Tình ý trong mắt cô thôi sắp tràn ra đến tận sông Hoàng Bồ rồi. Nghe sợ vậy. Cô đang định đi mua cà phê đây. Em mà muốn uống, cô có thể mua nó cho em. Uống chứ, cảm nói bậy đó nha. Cảm nói bậy đó. Xin chào anh. Có việc gì à? Tôi... Anh đang đọc gì thế? Tôi cũng muốn đọc sách, mà chưa biết nên đọc sách gì. Hãy giới thiệu cho tôi vài quyển đi. Cô thích đọc sách nào? Loại nào thú vị một chút, không lại đọc vài chữ là buồn ngủ. Hai quyển này đi. Quốc sử thập lục giảng, Dạng lịch thập ngũ niên. Anh đang đùa tôi hả? Mấy quyển này mở ra là buồn ngủ rồi. Đa số tác phẩm hiện nay đều là hư cấu và không thực tế. Cô có đọc hết cũng chỉ thấy chán chường và trống rỗng hơn thôi. Mà hai quyển sách này đây chứa đựng khối lượng lớn triết lý nhân sinh và dấu tích lịch sử. Đúng là một sách nhỉ. Thư Mộc Xuân hả? Quyển đó không hợp với cô. Quyển đó ít được quan tâm. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Trông cô ta quen vậy nhỉ? Cô Thôi, cà phê của em đi. Cảm ơn. Nói cô nghe, thầy Quách là một người đàn ông tốt đó. Sao em biết? Em vừa nói chuyện với thầy ấy một lúc. Thông qua quan sát, em phát hiện thầy ấy là một người rất đáng tin. Không ai nói dở dẫn chứ. Sao có thể em kín miệng lắm? Không nên nói thì đừng nói biết chưa. Đi đi. Cố lên, xong tới. Bố ơi. Bố, sao vậy bạn nhỏ? Đụng trúng con rồi hả? Bố ơi, xin lỗi nha. Bố ơi, Kim Cương. Bố ơi. Bố ơi, đừng khóc. Mũi con tê hết rồi. Kim Cương là mạnh mẽ nhất. Nín đi nha. Cô đi theo tôi đến đây là định làm gì? Ờ không, sao tôi phải theo anh chứ? Tôi đến mua đồ. Xin lỗi cháu nha bạn nhỏ. Vừa nãy cô bất cẩn đụng trúng cháu rồi. Không sao đâu. Bố chạy cháu. Đàn ông con trai là mạnh mẽ nhất. Thế này, lát cháu qua khu đồ chơi chọn một cái nào đó cô tặng cho cháu nha. Vâng ạ. Anh là bố của thằng bé sao? Vậy đây là con trai của anh rồi. Cô thấy sao? Hôm nay tan làm tôi có đến văn phòng tìm anh, nhưng không gặp anh. Ý cô là tôi trốn làm sao? Không phải. Hôm nay tôi bất cẩn làm đổ cốc hồng trà lên người của anh. Tôi định qua xin lỗi. Không cần đâu. Đi thôi Kim Cương. Bố ơi, cô đã bảo sẽ tặng con đồ chơi mà. Bố mua cho con hẳn 10 món.
Ta-da. Nhớ cậu chết đi được. Mau vào đi. Sắp bị cậu ép chết rồi. Từ lúc cậu cúp điện thoại ở Tam Á, khó khăn lắm mới chờ được cậu về. Thế mà bỏ hành lý xuống đi mất luôn. Đi làm việc chứ đi đâu. Làm việc sao? Vậy cậu còn không định ôm thơm mình sao? Được rồi, kể chuyện cho mình nghe đi. Hứa đại tiểu thư. Chuyện kinh dị đó nha. Nhưng giờ cậu nói như thế mới thấy cậu đúng là gặp một tên sắc lang rồi đó. Lại còn làm cùng công ty. Mình nghĩ chuyện này chưa xong đâu. Lẽ nào cậu gặp phải tên háo sắc bám da như đĩa rồi? Hẳn vậy. Mà anh ta vô cùng biến thái. Biến thái đến độ nào? Sao cậu còn quan tâm hơn mình nữa vậy? Quan trọng là đẹp trai không? Vẻ ngoài cũng ra dáng là hình người đi, cũng khá tài giỏi đó, coi như khá có tiếng trong nghề. Nhưng mình không thích cái kiểu tự cho mình là nhất của anh ta. Loại đàn ông dám xông vào phòng của một cô gái độc thân, nhìn hết toàn thân người ta, lại còn ngủ chung giường, để thế không chịu thừa nhận, không chịu trách nhiệm, không khác gì một tên đại hóa sắc, không phong độ, không quy tắc, không giới hạn. Nè nè, cậu nhớ tiếng đi. Cậu sợ người tòa nhà này không biết sao? Biết thì sao chứ, cho người ta dạy xé anh ta chết đi. Cậu phân tích tiếp cho mình đi. Người đó có một bệnh lạ, đó là anh ta không thích người khác uống hồng trà trước mặt mình. Tại sao vậy? Có ba khả năng. Về góc độ khoa học là anh ta bị dưỡng hồng trà. Góc độ tâm lý thì anh ta có ký ức xấu liên quan tới hồng trà. Khả năng thứ ba, về góc độ nhân tính là loại dị hợm. Blogger canh gà độc thân yêu của mình nay đã nổi tiếng như vậy rồi, sao còn độc thân vạn năm vậy? Cùng lắm chúng ta mới gặp nhau được vài phút, cậu đã không kìm được cái tính thích chọc ngoáy mình rồi đó. Cậu còn không nhìn bản thân đi, cậu không phải cũng thế sao? Cậu đi đâu đó? Dừng. Đợi mình đã. Chờ mình. Hôm nay cậu không nói rõ thì đừng hòng đi ngủ nha. Hứa Đa. Hôm nay mình đã hất cả cốc hồng trà lên người anh ta rồi đó. Quá đáng quá không? Quá đáng cái gì? Để anh ta vậy sao? Để anh ta hả? Đùa nhau à? Không để ý mà cả tối cứ nói về anh ta. Còn chưa hết chuyện đâu, hôm nay mình gặp lại anh ta đó. Hai người thế nào? Cũng có duyên quá nhỉ. Đi cùng con trai. Cái gì? Con trai anh ta 6 tuổi. Ôi trời ơi, một tên đàn ông đã kết hôn lại chạy đến Tam Á chơi bời. Chơi bời xong còn giở trò đòi bại với thiếu nữ chưa kết hôn. Đúng là loại đàn ông tận cùng của cặn bã. Mình thì thấy hơi sai sai. Cậu cảm thấy gì? Cậu có trông thấy vợ anh ta không? Không thấy. Cuối tuần mà một mình anh ta đưa con đi chơi, không có vợ đi cùng. Trước đó còn từng đến Tam Á. Tình trạng hôn nhân căng thẳng đây. Đêm hôm cứ nói về anh ta làm gì chứ? Để nào cậu đang tán tỉnh đàn ông có vợ, có cậu con trai lớn tướng. Được đó Hứa Đa. Giờ gu mặn quá ha. Nhạc tử tây. Để mình cho cậu biết thế nào là gu mặn. Mình phải đi ngủ đây. Qua đây. Có nhớ bố không? Bố ơi, chị gái xinh đẹp hôm nay đụng phải con. Là ai vậy? Thằng nhóc này con bị đụng trúng mắt hả? Rõ ràng là một bà cô mà. Con thấy cũng xinh đẹp lắm. Con cũng biết thế nào là xinh đẹp à? Người đó là nhân viên bán hàng. Sao bố lại biết nhân viên bán hàng? Chẳng phải bố vẫn thường xuyên đưa con đến trung tâm thương mại chơi sao? Cứ thế mà quen biết đó. Con không tin, chắc chắn là bố đang nói dối. Lúc nào bố cũng coi con như là trẻ con. Con đã 7 tuổi rồi đó. Không phải đứa bé 2-3 tuổi nữa đâu. Con có 17 tuổi thì vẫn là nhóc con của bố, hiểu chưa? Còn lâu ấy. Con còn biết chị gái xinh đẹp đó đã xin lỗi bố rồi. Mà sao bố lại không chấp nhận? Thầy giáo từng dạy, xin lỗi xong thì phải dũng cảm thoải mái tiếp nhận lời xin lỗi. Như vậy thì mọi người đều là bạn tốt. Bố con và bà cô kia cũng không thể trở thành bạn tốt, hiểu không? Mấy hôm nay lúc bố đi nghỉ, con gửi WeChat cho bố liên tục. Có phải là con có hơi ghen tị không? Tất nhiên. Giờ khi bố được nghỉ phép,
Sẽ để con chọn một chỗ, bố dẫn con đi chơi có được không? Vâng ạ. Nào, mở tập ra. Bố kiểm tra bài tập cho con. Giống hệt bố năm xưa nhỉ. Tư tứ như nhau. Ai bảo con là con trai ngoan của bố chứ? Bố, nếu bài tập đã làm xong rồi, có thể chơi với con một chút không? Nhưng bố vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Làm sao đi? Con tự chơi một chút. Đến đây Kim Cương. Đến đây chuẩn bị chiến đấu đi. Qua đây. Nào. Bố ơi, không sao chứ? Đau chết rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Bố không sao chứ? Con trai cưng, con khóc thật sao? Đừng dụi mắt nữa. Được rồi, bố đùa với con thôi. Có được không? Nào. Chị Khả Khả, Tiểu Phi cô đến rồi hả? Nào ngồi đi. Cô đến trễ rồi, phải pha rượu. Theo quy tắc bơm nổ biển sâu. Không sao, không cần đâu chị Khả Khả. Đây là quy tắc. Đúng đúng, chị Khả Khả nói đúng. Vẫn nên dựa theo quy tắc, tôi phạt 3 ly rượu. Đáng tin. Đây là cách uống gì thế? Câu kỵ uống với bia. Chị Khả Khả, bà của chị cũng biết giữ sinh nhật. Đáng tin không? Lợi hại, hay lắm. Cái này chính là kính rượu nhé. Đúng đúng, lần sau các chị em nhất định phải đến chỗ tiệm của Tiểu Phi ủng hộ. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu Phi của chúng ta tự lượng tốt. Alo, quản lý phó, xin chào. Nghe nói lượng tiêu thụ của cậu hôm nay không tệ, bán được cả tường túi. Anh biết chuyện này rồi sao? Đúng, tôi thừa nhận lượng tiêu thụ hôm nay tạm ổn. Không phải tôi khen cậu đâu. Sếp Lưu trực tiếp gọi điện cho tôi, nói cậu vô cùng không chuyên nghiệp. Tôi không chuyên nghiệp. Không sai được đâu, Lưu tổng áp quy trách của cậu. Tôi nhất định phải nhắc nhở cậu. Lần khiếu nại này đến từ chủ nhân của trung tâm thương mại Tinh Quang. Không phải, alo. Mặc dù điện thoại này vẫn sẽ đánh ngang tai, nhưng tôi vẫn thản nhiên vui cười trong buổi tiệc. Đó không phải là đèn rượu liên miên, mà là đàm phán thương vụ và hội nghị công việc. Đám phụ nữ phức tạp này chính là khách hàng công việc của tôi. Cho dù thế nào tôi vẫn phải giữ gìn nụ cười. Trong đêm tối điên cuồng, tôi đi tìm thành công của mình. Trước khi tập trung ăn sáng phải làm gì quên rồi sao? Bài kiểm tra hàng tuần của Tứ Đại Thiên Dương. Kim Cương, dạy chú trước nhé. Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làng mây rực rỡ, đi suốt một ngày vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng. Hai bên bờ sông tiếng dượng kêu mãi không thôi. Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non. Đây là từ tạo phát Bạch Đế Thành của Lý Bạch. Được được, lợi hại đấy. Đến chú rồi, chú cho một bài toán có một chút. Chú nghĩ nhé. 10 cộng 10 bằng mấy? 2. 2. Chú Kỳ Sâm còn nói chú ngốc đấy. Con đã học lớp 1 rồi, không phải là bạn nhỏ lớp lá ở trong nhà trẻ. Loại đề 10 cộng 10 này không cần hỏi con nữa. Rồi ông chú Kỳ Sâm chỉ tới đó thôi. Nào bé cưng, vậy đi, chú mở cái này cho con. Hỏi con một chuyện, nếu con đoán đúng sẽ cho con uống Yakult. Được, mời hỏi. Hai cô gái, một người dịu dàng hiền thục, một người xinh đẹp hào phóng. Con nghĩ xem, bố con nên chọn cô nào?
Một đứa nhỏ hỏi bậy bạ làm gì? Không phải đã nói là hỏi tự do sao? Mặc kệ. Vậy thì không cần hỏi. Đến cuối cùng bố con sẽ không chọn ai cả. Tại sao? Tính cách hiền thục thì không để mắt tới bố con. Tướng mạo xinh đẹp thì bị chú giành mất rồi. Con hiểu ý chú đấy. Nè nè, đây. Bám vào. Vẫn là mấy bạn nhỏ đi chơi vui hơn. Trong phút lát bỏ xuống nhiều phiền não. Có gì chứ, không phải những khiếu nại sao? Tôi mới thảm. Mấy thịt bò đó xa vời rồi. Thì sao mà, cậu là muốn lên nhưng không lên được. Còn tôi, cơ hội đã đó rồi, nhưng giải quyết được khó như lên trời. Nói chứ ba cậu có cái gì đâu, cùng lắm chỉ là xe điện đụng thôi, hiểu không? Chuyện của tôi tuyệt đối là tàu lượn siêu tốc. Cậu sao vậy? Tôi gặp phải người phụ nữ đó, ta má. Cô ta vì cậu mà đuổi theo qua đó rồi sao? Bây giờ trở thành CEO công ty chúng tôi, cấp trên của tôi đó. Cậu có biết bây giờ tôi phải trải qua mỗi ngày như thế nào không? Thật sao? Chúc mừng cậu. Những ngày tốt đẹp đã hết rồi. Các cậu là đám bạn xấu xa. Bố, bố, chúng ta mời chụp tấm ảnh đi. Hôm nay vui quá. Nào, nào con đứng đây. Đến đây nào nào. Đây chính là thế giới của người trưởng thành. Cho dù trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng vẫn phải cười đối mặt với mọi thứ. Đến rồi hả? Kim Cương ngủ rồi, chơi mệt rồi. Về nhà ăn cơm đi. Không đâu, tối con còn công việc. Công việc bận rộn cũng phải chú ý cơ thể. Đúng rồi, hai bà già này không thiếu tiền. Con không cần tháng nào cũng phải gửi tiền đâu. Được thế sao, con nên làm mà. Đúng rồi, tuần sau con lại đến đón Kim Cương. Được, để bố bế thằng bé. Nào. Vậy thôi bé cưng. Nào, tiểu bảo bối, ông ôm con. Cẩn thận cái đầu đó. Quả là con mèo lười. Con mèo lười. Được rồi, vậy con đi đây. Được. Con lấy xe chậm thôi. Dân ạ. Quả nhiên dựa vào kiến thức xem tướng tay ít ỏi của tôi. Cô là loại hình sự nghiệp. Sự nghiệp thuận lợi, nhưng đường sức khỏe cạn. Ẩn ẩn hiện hiện có chút mơ hồ. Cô phải chú trọng cơ thể. Nhưng mà tướng tay này rất hợp với tôi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi anh. Đối với dự án của đồng ngữ, anh thấy thế nào? Chúng ta đã nói rồi, hôm nay không bàn công việc. Tôi đã tự hỏi sao cô nói chuyện hiên ngang như thế. Cuối cùng tôi cũng đã biết. Biết cái gì? Cuối cùng cũng biết được người phụ nữ đó sau khi vào công ty bọn tôi sao lại kiêu căng như vậy rồi. Bởi vì cô ta và tên Khương Mập đó có tư tình.